Những ngày nghỉ Tết dương lịch, trong khi người dân vẫn đang tận hưởng không khí đầm ấm bên người thân và gia đình, thì đội ngũ cán bộ y tế, chính quyền các địa phương vẫn đang ngày đêm phòng chống dịch bệnh. Những tháng ngày ròng rã với biết bao áp lực, sự hy sinh của các lực lượng nơi tuyến đầu chính là sự đánh đổi để có được những thành quả trong kiểm soát dịch bệnh trong thời gian qua. Năm mới 2022 có lẽ là năm mà ước mong duy nhất của mọi người, mọi nhà là chiến thắng được dịch bệnh COVID-19. Hãy cùng gặp gỡ những chiến sĩ nơi tuyến đầu trong dịp nghỉ lễ để thấy được trong khó khăn luôn có những niềm tin được thắp sáng. Dù đang trong kỳ nghỉ Tết, nhưng đội ngũ nhân viên trạm y tế phường Thủy Vân vẫn tất bật từ sáng sớm để tiến hành tầm soát định kỳ cho người dân. Đây đều là những đối tượng F1 cứng trên địa bàn nên mọi công tác lấy mẫu đều phải hết sức cẩn trọng. Chỉ trong 3 ngày qua, trạm y tế phường đã phát hiện thêm 11 ca dương tính trên tổng số hơn 100 đối tượng đến tầm soát. Công việc vất vả, ngày Tết không được ở cùng gia đình, nhưng những nhân viên y tế vẫn nỗ lực hết mình để góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, mang đến sự an tâm cho người dân. Ngày thì mấy chị em vẫn tập trung lên để mà lấy mẫu thương quý của các đối tượng F1 với tầm soát để Tết có cũng mấy ca F0. Nói chung là cũng so thì cũng vất vả, nhưng mà mấy chị em cũng cố gắng để mà hoàn thành nhiệm vụ, với lại là góp phần vô để mà cái công tác phòng chống dịch của địa phương được tốt hơn. Còn đây là những hình ảnh ghi nhận tại trường tiểu học số 1 Phú Thượng. Hơn 700 em học sinh đang chờ đến lượt test nhanh COVID-19 trước khi trở lại trường học tập sau thời gian dài nghỉ dịch. Để đảm bảo công tác tầm soát cho cả học sinh được diễn ra thuận tiện và an toàn, lực lượng nhân viên trạm y tế đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức lấy mẫu cho cả em theo từng khung giờ cố định để tránh tình trạng lây nhiễm chéo. Khó khăn về nhân lực, quá tải về công việc, nhưng các y bác sĩ trạm y tế phường Phú Thượng vẫn luôn sẵn sàng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Trong tình hình dịch căng thẳng phức tạp thì trạm y tế Phú Thượng chúng tôi vẫn đi làm bình thường 100%. Những ngày vừa qua thì chúng tôi vẫn tầm soát phát hiện thêm F0 và xét nghiệm định kỳ các F theo quy định, và ngoài ra thì tiến hành điều trị F0 đầu tiên tại nhà, tầm soát trước khi các cháu đến trường. Hôm nay là ngày 3/1, là ngày nghỉ bù lễ Tết dương lịch. Tuy nhiên là toàn thể địa phương, cán bộ, nhân dân là rất là ủng hộ cái công việc tầm soát y tế để đảm bảo an toàn cho các cháu. Đây là một việc làm thể hiện về sự rất là quan tâm của địa phương đến sức khỏe của học sinh nói riêng và sức khỏe của cộng đồng nói chung. Nhà trường cảm thấy rất là phấn khởi. Trong những ngày qua, mỗi ngày tỉnh Thừa Thiên Huế đều ghi nhận hàng trăm ca nhiễm. Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như vậy, hệ thống y tế cơ sở đã và đang phát huy vai trò lá chắn, góp phần kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.